Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội thảo khoa học quốc gia 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Chuẩn bị các điều kiện cho hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm 2020. Xã Hưng Đạo huyện Tiên Lữ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Một hộ gia đình thu lãi gần 1 tỷ đồng một năm từ mô hình chuyển đổi cây ăn quả và cây cảnh ở thành phố Hưng Yên. Cần giải tỏa dứt điểm 13 trường hợp vi phạm kế hoạch số 93 trên đường tỉnh 385 ở huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Dự hội thảo có đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy trí tuệ và bản lĩnh cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng của cả dân tộc. Hội thảo cũng cần làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm đúc rút qua 90 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, nhất là những bài học được rút ra trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trên cơ sở đó, bổ sung hoàn thiện lý luận về xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới. Tại hội thảo, các tham luận khoa học đã tập trung khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam. Khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc, nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Cũng trong sáng nay tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF huyện Văn Giang, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hưng Yên năm 2020 tổ chức vào ngày 22 tháng 11 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng và các thành viên trong Ban chỉ đạo đã khảo sát khu vực tổ chức Hội khỏe Phù Đổng để lên phương án thiết kế thi công phần trang trí, khánh tiết, đảm bảo an toàn và giữ nguyên kết cấu sân vận động. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu ban tổ chức hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức buổi lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng. Các ban ngành, đoàn thể địa phương phải bám sát nhiệm vụ được phân công, phối hợp thực hiện tốt công việc. Lực lượng công an và các địa phương liên quan đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn. Ngành y tế có kế hoạch cụ thể chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên, trọng tài và các đại biểu tham dự Hội khỏe Phù Đổng, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng dịch COVID-19. Là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Tiên Lữ, hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí từ năm 2015, xã Hưng Đạo tiếp tục cơ bản hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ năm 2015 đến nay, xã Hưng Đạo huy động thêm được trên 70 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách xã 24 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 13 tỷ đồng. Để có được kết quả đó là sự vận động tuyên truyền thực hiện các công trình một cách công khai và minh bạch. Người dân đã hiến 10.000 m2 đất nông nghiệp và 200 m2 đất để mở rộng đường giao thông thủy lợi nội đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động. Cái con đường ra ngoài đồng trước kia là 2,5 m, nhưng giờ đã nâng cấp mở rộng ra là bằng 4,5 m. Khích lệ được nhân dân phấn khởi, thế và cũng đã tập trung vào cái đưa cái sản xuất. Xe có thể là về coi như nên là họ thu mua cái đầu ra nó tốt hơn, ổn định.
đường trục liên xã, thôn xóm được nâng cấp và mở rộng 24 km, trong đó mặt đường xã có chiều rộng 5,5 m và 3,5 m với mặt đường thôn. Giao thông nội đồng được bê tông hóa 8 km. Hệ thống công trình thủy lợi được đảm bảo, nhiều khu vực được nâng cấp kè kiên cố. Các nhà văn hóa thôn đều được xây mới, sửa chữa khang trang sạch đẹp. 5/5 làng của xã được công nhận là làng văn hóa để tạo cảnh quan nông thôn, có 9 tuyến đường đã được trồng hoa cây xanh. Tập trung vào các cái xây dựng các nhà văn hóa thôn và đặc biệt là nơi đảm bảo làm sao mà ở cái khu dân cư có điều kiện sinh hoạt cộng đồng, phát triển cái mô hình quản lý rác thải vệ sinh môi trường đấy, để động viên người dân thực hiện tốt các cái quy ước nước của làng để xây dựng khu dân cư văn hóa và làng văn hóa, tập trung vào các cái công trình đường nội đồng, giao thông nội đồng để trực tiếp phục vụ cho việc cái thuận lợi người dân đi ra để canh tác phát triển kinh tế. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã Hưng Đạo luôn gắn với đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Thời gian tới, xã Hưng Đạo tiếp tục huy động tối đa nguồn lực tại địa phương và sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân để hoàn thiện, nâng cao cơ sở vật chất sau khi hoàn thiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo. Tiên phong chuyển đổi diện tích đất thùng vũng ven sông Hồng sang trồng cây cảnh và cây ăn quả, giúp gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên thu được hiệu quả kinh tế cao. Năm 2015, sau khi đi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, anh Mạnh thầu lại 3 hectare đất thùng vũng của địa phương, đổ đất để trồng cây cảnh, gồm cây đào, cây quất, cây cam và cây bưởi. Do áp dụng khoa học kỹ thuật, lại có nhiều sáng tạo trong việc tạo dáng, tạo thế cho cây, nên chỉ sau 1 năm đã cho kết quả. Vườn cây cảnh không chỉ cho dáng đẹp, ra hoa, ra quả đều, mà còn cho hiệu quả kinh tế cao, được khách hàng trong và ngoài tỉnh đặt mua. Bắt đầu làm thì cũng đặt cái câu hỏi là bây giờ mình làm thế này bị tiêu thụ ở đâu. Xong sau đó là mình coi là mình nghĩ là chất lượng phải tốt nhất. Khi đã có chất lượng rồi thì mình bắt đầu mình đi chào thị trường. Chào thị trường rồi thì một thời gian ngắn thôi thì mỗi người bảo nhau, người ta tự đến. Và thế nào cuối cùng là 7 hectare trồng chuyển đổi cây ăn quả của mình là gần như không có mang đi đâu. Năm 2017, anh Mạnh tiếp tục thuê đất của bà con, chuyển đổi gần 4 hectare sang trồng ổi Đài Loan. Nắm bắt thị hiếu của khách hàng sử dụng sản phẩm ổi ngọt, giòn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gia đình đã sử dụng thuốc vi sinh và phân bón hữu cơ để chăm sóc cho cây. Nhờ đó, chất lượng ổi ngon, sai quả cho thu hoạch quanh năm. Trung bình một năm thu trên 100 tấn quả được lái buôn từ khắp các tỉnh thành về thu mua với giá khoảng 10.000 đồng một kg. Tôi ở Thanh Hóa, tôi mua nhà anh Mạnh Hiền ấy, thì là ổi nhà anh chị chất lượng tốt cho nên mà tôi thu mua với anh chị phải đến 3-4 năm rồi. Qua quá trình là học hỏi thì trong những năm vừa rồi anh Mạnh đầu tư và thực tế là cho hiệu quả rất lớn. Từ cái việc chuyển đổi có hiệu quả như vậy thì đối với nhân dân Nam Tiến thì nhiều hộ gia đình cũng đã mạnh dạn là đầu tư vào trồng các cái cây ăn quả, thấy là thu nhập là rất là cao so với các cái cây khác trồng trước đây. Đổi mới và ham học hỏi tiến bộ khoa học kỹ thuật đã giúp nông dân Nguyễn Văn Mạnh thành công trên chính đồng đất của địa phương. Gần 7 hectare của gia đình anh Mạnh một năm cho thu 2 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi gần 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, bằng tình yêu nghề mến trẻ, cô giáo Dương Thị Bích Hiền, giáo viên trường mầm non xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, đã tích cực tìm tòi nghiên cứu để đưa những phương pháp tiên tiến vào giảng dạy, có phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường trong những năm qua. Cô Hiền học chuyên ngành sư phạm và gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ gần 10 năm nay. Nhận thấy môi trường giáo dục mầm non vẫn còn nhiều hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, cô mạnh dạn đề xuất tìm tòi và nghiên cứu các bài giảng điện tử. Qua đó, mỗi ngày lên lớp của trẻ trở thành các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu, trải nghiệm thực tế bổ ích. Trong những năm gần đây thì trên mạng xã hội xuất hiện rất là nhiều video vô bổ và không có ích lợi đối với các kỹ năng ban đầu của các bạn trong lứa tuổi mầm non. Nên là mình muốn là qua việc mình ứng dụng công nghệ thông tin thì sẽ giúp các bạn có thêm nhiều trải nghiệm, kỹ năng và định hướng, tránh xa các video không có lợi
đối với lứa tuổi của mình. Bên cạnh đó, cô Hiền còn là một tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm cao, thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ và đề xuất những phương pháp mới, cách làm hay trong giảng dạy. Đợt dịch bệnh COVID-19, cô tự mình làm nhiều video, bài giảng đăng trên trang website của trường để cùng với phụ huynh dạy trẻ trong thời gian nghỉ học. Với sự năng nổ nhiệt tình của mình, cô Hiền nhiều lần đạt thành tích cao trong các cuộc thi và được các cấp biểu dương khen thưởng như giải nhất cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning năm học 2019-2020 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong giảng dạy. Cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về miền Trung, vừa qua trường mầm non Hoa Sen ở xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào đã vận động các thầy cô cùng cha mẹ học sinh và một số mạnh thường quân đã đến xã Phú Nhuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế để trao quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra. Trường vận động được hơn 300 phần quà cùng với quần áo, sách vở, mì tôm, mì chính, bột canh trị giá trên 43 triệu đồng để tặng bà con xã Phú Nhuận. Đây là xã có nhiều nhà bị tốc mái, đổ, nhà sập, không thể ở được. Sản xuất kinh doanh của nhân dân của xã chủ yếu là nuôi trồng thủy sản ở vùng nước gần biển. Tuy vậy do mưa bão kéo dài, ngập lụt dẫn tới cây trồng vật nuôi bị thiệt hại nặng, khó khắc phục. Đời sống của người dân ở đây rất khó khăn. Đây là nguồn động viên để nhân dân và chính quyền địa phương có thêm nguồn lực góp phần đẩy nhanh tiến trình khắc phục hậu quả nặng nề do mưa bão để lại, để bà con sớm ổn định cuộc sống cũng như sản xuất kinh doanh. Được biết trường mầm non Hoa Sen được thành lập năm 2019 với đội ngũ giáo viên có trình độ giảng dạy đạt chuẩn trở lên. Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chung tay ủng hộ giúp đỡ, tổ chức quyên góp và vào tận miền Trung trao quà cho các gia đình gặp khó khăn. Ngay từ khi hình ảnh đầu tiên về bão lũ tại miền Trung được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đi đầu đóng góp ủng hộ tiền nhu yếu phẩm cho miền Trung. Cùng với đó, lực lượng công đoàn tại doanh nghiệp phát động phong trào quyên góp, thu hút đông đảo lực lượng công nhân tham gia. Còn với công đoàn chúng tôi thì cũng đang huy động tất cả các lực lượng từ cán bộ công đoàn đến đoàn viên công đoàn trong các khu công nghiệp và hỗ trợ bằng nhiều hình thức, hỗ trợ bằng hiện vật, những cái gì sử dụng được, những cái gì còn đang sử dụng tốt, hoặc là những cái mua mới, hoặc là gạo, hoặc là mì tôm, vân vân. Và tiền mặt thì chúng tôi cũng đang có những cái hành động rất thiết thực. Đến nay trên địa bàn tỉnh có hàng trăm doanh nghiệp ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Đặc biệt, công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Việt Nhật Hưng Yên đã vận động cán bộ nhân viên được hơn 150 triệu đồng mua nhu yếu phẩm, thuốc men. Công ty đã thuê 2 chuyến xe chở hàng hóa và đưa hàng chục bác sĩ vào khám chữa bệnh cho đồng bào vùng lũ. Đoàn gồm 5 bác sĩ và 10 nhân lực điều dưỡng đi cùng. Thế chúng tôi phát thuốc cho bà con nhưng còn ba bệnh nhân rất là nặng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, sự sẻ chia bằng những món quà tuy nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao, bởi chúng không chỉ giúp vơi bớt những khó khăn mà còn lan tỏa tình yêu thương đến tất cả cộng đồng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh và để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường DT385 đoạn qua phố Như Quỳnh, Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Văn Lâm giải tỏa 72 trường hợp, tuy nhiên vẫn còn 13 trường hợp vẫn chưa nghiêm chỉnh chấp hành. Các trường hợp vi phạm dọc đường tỉnh 385, đoạn từ km 0 cộng 450 đến km 1 cộng 300, hầu hết vi phạm chủ yếu là cơi nới, lấn chiếm đất hành lang giao thông và đất do Ủy ban dân thị trấn Như Quỳnh quản lý để xây dựng lều lán bán hàng. Từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 đến nay, mặc dù Ủy ban dân thị trấn Như Quỳnh đã nhiều lần gửi thông báo yêu cầu 13 hộ vi phạm tự tháo dỡ toàn bộ phần công trình đã xây dựng trong chỉ giới giải tỏa, cải tạo nâng cấp đường tỉnh 385, song trước ngày 7 tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, các hộ vẫn chưa nghiêm chỉnh chấp hành. Việc chưa giải tỏa dứt điểm 13 trường hợp vi phạm đã gây ảnh hưởng đến quá trình thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 385. Để thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ,
đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện nghiêm kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Văn Lâm cần chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân thị trấn Như Quỳnh giải tỏa dứt điểm các trường hợp cố tình vi phạm. Để mở rộng nút giao đèn tín hiệu giữa đường huyện 23 với đường tỉnh 379B, các cơ quan chức năng huyện Văn Giang và Ủy ban nhân dân xã Long Hưng đã giải tỏa hai hộ vi phạm chiếm dụng đất hành lang giao thông để xây dựng lều lán kiên cố. Tuy nhiên, trường hợp hộ ông Nguyễn Chí Thành ở thôn Như Lân, xã Long Hưng cũng vi phạm tương tự nhưng chưa bị giải tỏa. Đây là cơ sở sản xuất đồ gỗ mà hộ ông Thành xây dựng trái phép trên đất thuộc hành lang giao thông tuyến đường huyện 23 và hành lang bảo vệ công trình thủy lợi tuyến Kinh Chìm do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Văn Giang quản lý. Mặc dù vi phạm đã xảy ra nhiều năm nhưng chưa bị giải tỏa. Trong khi đó, trong tháng 10 năm 2020, để mở rộng nút giao giữa đường huyện 23 với đường tỉnh 379B, các cơ quan chức năng huyện Văn Giang và Ủy ban nhân dân xã Long Hưng đã giải tỏa được hai hộ cũng vi phạm tương tự. Hành lang giao thông này là làm trên hành lang của thủy lợi. Mà mình biết là đất của tập thể ta mà mình vẫn sử dụng. Đây chỉ là tạm thời thôi, chứ không phải là gọi là không phải là nhân cố tình làm gọi là làm cái đất của công này mà làm nhà kiên cố xây đây gọi là anh chỉ tranh chơi lưỡi lá tạm thời. Khi nhà nước cần sử dụng nhanh tháo dỡ luôn. Việc chiếm dụng đất hành lang giao thông của hộ ông Thành để cơ sở sản xuất gây mất mỹ quan mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông khi mà các phương tiện lưu thông từ đường huyện 23 ra đường tỉnh 379B. Đề nghị huyện Văn Giang và Ủy ban nhân dân xã Long Hưng giải quyết dứt điểm vi phạm, tránh tình trạng hộ thì giải tỏa, hộ chưa giải tỏa gây bức xúc trong nhân dân. Ngày 10 tháng 11 tại xã Bắc Sơn, Tòa án nhân dân huyện Ân Thi phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự. Vụ thứ nhất xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990, quê huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Theo cáo trạng, ngày 11 tháng 9 năm 2020, Hùng đã có hành vi cất giấu một gói heroin có khối lượng 0,318 gram với mục đích sử dụng trái phép thì bị bắt quả tang. Vụ thứ hai xét xử bị cáo Ngô Thế Khoa, sinh năm 1996, quê xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, vì có hành vi cất giấu trái phép hai gói methamphetamine có tổng trọng lượng 0,462 gram với mục đích sử dụng trái phép thì bị bắt quả tang. Vụ thứ ba xét xử bị cáo Hoàng Văn Giảng, sinh năm 1987, quê xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, với tội danh trộm cắp tài sản. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Hùng bị tòa tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Khoa bị phạt 2 năm 3 tháng tù giam và bị cáo Giảng bị phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Những năm qua, các ngành địa phương ở Hưng Yên đều phát động những phong trào thi đua phù hợp nhằm động viên đông đảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia. Nhiều phong trào được triển khai và có sức lan tỏa sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân như phong trào thi đua, cả nước xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thi đua quyết thắng, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cựu chiến binh gương mẫu, phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua liên kết, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, thi đua dạy tốt, học tốt. 5 năm qua, từ các phong trào thi đua yêu nước, Hưng Yên đã có gần 900 tập thể cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý như huân chương độc lập, huân chương lao động do nhà nước trao tặng, cờ và bằng khen của chính phủ. Đây là những bông hoa rực rỡ nhất trong một vườn hoa đẹp đã được tôn vinh trong các hội nghị, các phong trào thi đua của tỉnh thời gian qua, đồng thời là động lực để cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực thi đua, quyết tâm giành nhiều thành tích to lớn hơn, toàn diện hơn nhằm hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, tỉnh công nghiệp vào năm 2025.